Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Và hôm nay tựa game mình muốn giới thiệu cho các bạn là tựa game Xích Niềm. Như là đã hứa thì tựa game này cũng giống như tựa game Xích Niềm, nhưng mà có một số điểm khác. Và cũng dành cho trẻ, cho người từ 8 tuổi trở lên. Nhưng với trò chơi này thì bạn có thể chơi cho đến 10 người. Còn trò chơi Xích Niềm thì bạn chỉ chơi đến 4 người thôi. Và thời gian và game này thì đòi hỏi là khó hơn một xíu, là sẽ chơi hơi lâu một xíu, tầm 45 phút ha. Và ok, mình sẽ cùng khám phá xem có gì trong này nào. Thì đây là cuốn sách hướng dẫn và bảng ghi số điểm. Đó, tụi mình lại đây rất là nhiều. Một cây bút để mà ghi. Thì tại vì là bình thường là bảng này nó sẽ không có giấy và bút. Nhưng tại vì là bảng này là bảng phiên bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm, nên là có thêm giấy và bút. Thì tất cả cái card thì cũng như là của Xích Niềm thôi, nhưng mà sẽ lên đến là 106 card thay mình biết như vậy. Và ngoài cái card chính từ 1 cho tới 106 thì sẽ có những card phụ. Đó. Màu sẽ có những card phụ để mình đọc thử là bao nhiêu card phụ đây. Đây. Bạn thấy không? Sẽ có 104 card từ 1 tới 104 và 28 card phụ. Ok. Thì các card phụ này gồm có 7 loại, như là 5 card tượng trưng cho cái bộ Xích Niềm của mình. Thì cũng giống như là bộ Xích Niềm thôi, nhưng mà có điều là màu sắc và các màu sắc hơi khác nhau một xíu. Đó, thì 1 point, 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 5 điểm và 7 điểm. Ok, các bạn đã thấy đây là setup của trò chơi. Thì game chúng ta là game Xích Niềm, vì thế các bạn sẽ không nhìn thấy các số 3, 4, 5 như là game Xích Niềm nữa. Và vì là Xích Niềm nên là chúng ta sẽ gồm 4 hàng. Và mỗi hàng kết thúc, ý của mình là mỗi hàng chúng ta lấy thẻ khi đủ 6 cặp. Thì bây giờ mình mỗi người sẽ gồm là 10 lá bài bình thường và 3 lá bài đặc biệt. Thì bây giờ mình sẽ giải thích về cái lá bài đặc biệt. Thì cái lá bài đặc biệt này thì game chúng ta thì sẽ khi mà chơi 2 lần thì sẽ tính điểm 1 lần. Và cái lá bài này, cái lá bài đặc biệt này, nếu các bạn không sử dụng hết vào row thứ nhất thì các bạn có thể sử dụng tiếp vào row thứ hai. Và nếu mà row thứ hai các bạn không sử dụng thì coi như là sẽ bị mất và không được tính tiếp cho row thứ ba, tại vì row thứ ba thì mình sẽ reset lại. Thì cũng giống như là game Xích Niềm, là chúng ta sẽ complete từng card đầu dòng. Đó, thì bây giờ mình cũng sẽ chơi thôi. Giờ mình sẽ xem thử là cái card của mình nó có gì nào. Ok, và mình sẽ xem cái card đặc biệt của mình nào. Mình sẽ giải thích về cái card đặc biệt này sau khi mà trong khi mình chơi nha. Ok. Thì bây giờ mình muốn muốn tiếp tục cái row 43 đi. Và mình sẽ chọn số 59. Ok. Mình lấy bảng này.
bên cạnh. Hai người cùng lật. Ok, bạn này số 50 nên là sẽ đi trước. Nhắc vào bạn và hàng này và mình và tiếp theo. Ok, mình vẫn sẽ tiếp tục. Bây giờ mình hay là mình bây giờ mình tiếp tục cái hàng số 100 này đi, nên là mình sẽ lấy số 101 và lấy bất kỳ của bạn người chơi. Hai người cùng lật. Ok, bạn là số 15 nên là bạn phải không thể tiếp tục bất kỳ hàng nào, nên là bạn phải bắt buộc lấy một hàng. Và điều đặc biệt là khi các bạn lấy một hàng thì các bạn sẽ được đổi bất kỳ một trong ba thẻ. Ví dụ như là các bạn đã lật lên và các bạn không thích cái một trong ba thẻ này và các bạn muốn đổi vào cái thẻ, đổi lại thẻ khác, thì các bạn sẽ đổi. Và bây giờ mình và các bạn nhớ là khi các bạn lấy một hàng thì cái số mà x mà cái số trừ, tại vì cái khi các bạn lấy một hàng thì cái số trừ này là thì cái số x nêm trên cái card này sẽ là số trừ tất cả luôn, tại vì mình không có cái card x để mà mình collect thế này, nên là khi bạn lấy card thì bạn sẽ là điểm trừ. Đó chính là lý do tại sao mà các bạn có những cái card này, để các bạn không phải lấy card về phía mình đó. Nhưng mà bây giờ để mình xem thử là cái card của các bạn này là cái card gì nào. Ok, các bạn này thì không đủ điều kiện. Tại vì nếu bạn này có cái card này, cái card này, bạn người chơi của mình nếu mà có cái card này thì bạn ấy có thể đạt số 15. Đạt số 15 làm cái row thứ 5 và tiếp tục một row mới. Tại vì game chúng ta là tối đa là 5 row. Đó. Nhưng mà hiện tại thì bạn chơi của mình không có cái card số 5 này, nên là bạn ấy không có một cách nào khác, là bạn ấy phải chọn một row để mà lấy thôi. Thì mình sẽ giúp bạn ấy lấy cái row số 60 đi. Mình sẽ lấy số 100 đi, tại vì 100 rất là cao. Đó. Ok. Số 60 bên này đúng không? Ok. Ok, và tới lượt mình thì mình không thể tiếp tục số 100, nhưng mà mình vẫn thể tiếp tục số 98. Đó. Ok. Và ok, mình sẽ tiếp tục ha. Ok, mình muốn tiếp tục ok, cái là của mình đúng không? Ok. Và bạn này khi mà bạn ấy đã lấy một hàng rồi thì bạn ấy có quyền đổi một card bất kỳ vào trong cái tổng card này, nên là mình đổi nữa. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Bây giờ mình muốn nói tiếp cái hàng số 101. Nên là mình sẽ chọn 104 đi. Mình sẽ lấy bất kỳ của mặt này. Ok, hai người cùng lật. Thì bạn này số 44 đó, bạn này sẽ đi trước. Và bạn này sẽ tiếp tục cái hàng số 15. Và mình sẽ tiếp tục hàng số 104. Ok. Và bây giờ mình không có nhiều sự lựa chọn, tại vì những cái số này rất là cao luôn. Còn mình thì không, toàn những số nhỏ thôi. Nên là ok. Nên là bây giờ mình mặc số khác của mình thì mình có khác này, đúng rồi. Ok, vậy thì mình sẽ lấy cái card số nhỏ nhất của mình để mình có thể làm cái row số 5. Mình sẽ bóc bất kỳ của bạn này. Ok, đặt luôn. Thì mình lật
card số 14 đó mình sẽ đi trước. Và mình sẽ sử dụng cái card này. Cái card mình đang có đây. Đó, nên là mình nhập cái card này mình sẽ đặt vào phía này. Và mình sẽ được phép đặt cái card này làm cái row số 5 phía bên này. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Và số và bạn chơi của mình là số 28. Nên là bạn ấy sẽ tiếp tục row của mình. Ok. Rồi, ok, mình sẽ tiếp tục. Ok, mình sẽ muốn tiếp tục dạy 28 nên là mình sẽ lấy số 30. Bất kỳ một card nào bên này. Ok. Và bạn chơi của mình là số 9 nên là bạn ấy sẽ đi trước. Và các bạn nhìn là số 9 không thể tiếp tục bất kỳ một cái hang nào hết. Nhưng bạn ấy có một sự lựa chọn thứ hai là các bạn là bạn ấy sẽ được đổi khác, đúng không? Đó, đó là bây giờ mình sẽ có cái card số 9 này vào. Trời ơi. Có cái card số 9 này vào và mình sẽ lấy một cái card khác. Ok. Và cái card này thì sẽ được đặt lại phía bên này. Ok, và bây giờ bạn ấy đổi cái card số 102 nên là mình sẽ là người đi trước. Mình sẽ complete vào cái ô số nối tiếp cái card số 28 và bạn 102 thì bạn sẽ nối tiếp card số 60. Ok. Tiếp theo thì mình đang muốn complete tiếp tục vào card số 30 nên là mình sẽ lấy card số 32 ha. Và bóc bất kỳ một thẻ. Ok, card số 40 thì mình complete tiếp theo. Và bạn chơi của mình là ok. Hơi chói các bạn nhờ. Ok, bây giờ thì cái hang này là 40 rồi nên mình sẽ không muốn tiếp tục cái hang này nữa. Mình và over mình cũng không có nhiều sự lựa chọn. Tại vì tất cả những cái card của mình thì đều rất là nhỏ thôi. Mình phải làm gì với cái card số 16 với card số 20 đây. Thì hiện tại của mình thì chỉ có card này thôi. Nên là ok, mình sẽ tiếp tục. Thôi mình sẽ tiếp tục complete tiếp đi. Nên là mình sẽ chọn card số 70. Và bạn này lấy bất kỳ một card của bạn này. Ok, bạn này card số 9. Bạn này card số 9 và không thể lấy bất kỳ một, không thể tiếp tục. Ok, mình sẽ xem thử là bạn ấy có hiện tại thì cái card mà bạn ấy đang có không thể giúp được bạn ấy, nhưng bây giờ mình sẽ lấy một cái card làm mẫu cho các bạn ha. Thì nếu mà bạn chơi của mình có cái card này. Card này đúng không? Thì bạn ấy sẽ được lấy số card số 9 này. Bạn ấy đặt trước cái đặt ở phía trước của cái card số 15 và tiếp tục. Đó, nếu mà bạn ấy có cái card số card này đúng không? Thì bạn ấy sẽ được phép như vậy.
Và mình là card số 70 nên mình sẽ tiếp tục cái card này. Và nếu mà bạn ok, mình bây giờ mình sẽ cũng hơi đầy đủ rồi, nên là bây giờ mình sẽ làm mẫu cho những cái card và cái card mà đang có của ok các bạn. Bây giờ mình đã chơi tới nay rồi thì bây giờ là hay là mình chơi thêm một ván nữa cho nó đủ số 6 đi, rồi mình sẽ làm mẫu tất cả những cái card của Sydney ha. Đây ok, thì bây giờ mình ok, đây là số âm của bạn ấy nha. Ok, bây giờ sự lựa chọn của mình ok, mình sẽ lấy card số 83 để mình tiếp tục cho cái hàng số 70 của mình ha. Ok, mình chỉ có hai card thôi này. Trời ơi, game mới các bạn à, game mới chơi rất là nhiều nhưng mà vẫn không mới nên là rất khó lấy. Ok, thì hai người cùng lọc thì mình số 83 nên là mình sẽ tiếp tục hàng số 70, và bạn chơi của mình thì là số 87 nên là bạn ấy phải tiếp tục cái hàng này. Và các bạn nhìn xem là hàng này đã đủ 6 rồi và bạn chơi của mình nhất định phải lấy phải lấy cái số còn lại này, và cái số này là cái số âm đó. Nên nhưng mà điều đặc biệt của bạn chơi mình là bạn chơi của mình có cái thẻ này nên là bạn ấy sẽ đặt nó ở đây và cái riêng cái hàng này thôi, riêng cái hàng này thôi sẽ kết thúc vào và sẽ kết thúc ở cái card số 7. Đó là nếu mà mình có một cái card số 90 hoặc là số 100 hoặc là hơn thế nữa thì mình sẽ nếu mình phải đặt ở đây và mình sẽ phải mình phải lấy tất cả. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn chức năng của cái thẻ này ha. Thì bây giờ đây là cái row của mình. Và giả sử mình có cái card số 97 và bạn chơi của mình có cái card nhỏ hơn và bạn ấy đã đặt vào những cái hàng khác rồi và mình buộc mình phải đặt vào cái hàng này, và các bạn nhìn thấy là hàng này là đã 6 card rồi và card thứ 7 là mình sẽ phải lấy hết tất cả các card còn lại. Thì bây giờ nếu mình có cái thẻ này thì mình sẽ chọn bất kỳ một cái card nào ở bên này để mình có thể complete vào một trong những cái card còn lại. Thì hiện tại thì mình có thể lấy cái card số 83 này, mình đặt vào, mình tiếp tục vào cái card số 59 và ok, và mình vẫn tiếp tục cái card số 97 của mình. Ở đây là vẫn 6 card. Thì bạn không phải lấy bất kỳ một cái, bạn không phải lấy phải dọn hàng rồi. Ok, đó là cái chức năng của cái card này. Ok, và bây giờ mình cái card okay, chức năng của card này các bạn đã biết là card này thì mình có thể tạo, mình có thể lấy một cái card mà không thể complete bất kỳ một cái card nào ở trong cái row để mình thiết lập một cái hàng số 5. Và nếu bạn chơi của bạn thiết lập hàng số 5 rồi và bạn có cái card này thì bạn không thể thiết lập cái hàng số 5 trong cái row hiện tại. Bạn chỉ có thể sử dụng cái card này ở row tiếp theo thôi, row thứ hai thôi. Và như mình đã nói với các bạn là hai row thì mình sẽ tính điểm một lần, và mình là có nghĩa là cái card này bạn có thể sử dụng trong hai row. Mỗi row các bạn sẽ có 3 card. Và nếu các bạn card row đầu tiên các bạn có 3 card và các bạn chưa sử dụng hết thì các bạn có thể để dành cho row thứ hai. Ok.
Card này thì mình cũng đã nói với các bạn là cũng giải thích các bạn lúc nãy trong role là nếu mà hai người đã lật lên và bạn đã biết card đối phương rồi và bạn muốn chọn lại cái card của bạn, bạn muốn chọn lại một card khác thì bạn sẽ sử dụng cái này để chọn lại và cái này sẽ được đặt vào trong cái card, những cái card đã sử dụng đối với card này. Thì lúc nãy như trong role mình đã nói với các bạn là nếu mà các bạn có card này thì các bạn có thể được đặt cái card của các bạn trước hoặc là ở giữa một trong số những cái role này. Ví dụ như là bây giờ mình đang có cái card số 16 và mình không thể nối tiếp bất kỳ một cái card nào ở này, thì mình nếu mà mình có card này trong trong bộ sưu tập của mình thì mình sẽ có thể chèn card số 16 vào cái card đứng trước cái card số 60, tại vì mình chọn cái card này, mình chọn cái hàng này tại vì cái hàng này ít nhất đó, nên là hoặc là nếu mà mình không chọn hàng đứng trước hàng này thì mình có thể chọn đứng giữa, đúng không? Đứng giữa, ví dụ như là cái hàng này mình có thể chọn đứng giữa đó. Nhưng mà điều lưu ý là nếu mà hãy nhìn là nếu mà các bạn đứng giữa thì cái hàng này đã đủ 6 rồi thì các bạn phải lấy, nên là mình nghĩ ở trường hợp của mình hiện tại thì tốt nhất là mình sẽ chọn cái hàng này đó. Ok, thì đó là chức năng. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn chức năng của cái card này ha. Thì đây là cái row của mình ăn chơi. Thì bây giờ mình có cái card số 98 là bắt buộc mình phải nối tiếp vào card số 97. Thì đồng nghĩa với việc là mình phải lấy hết toàn bộ cái card và tất cả các số điểm này là số điểm sẽ là số điểm âm của mình. Thì nếu mà mình có cái card này ở trong bộ sưu tập của mình thì mình sẽ được chọn bất kỳ một cái card nào trong những cái card mà mình lấy này để biến cái điểm số trừ thành điểm số cộng. Có nghĩa là bây giờ mình nhìn vào cái những cái số card mà mình đang sẽ lấy đây thì có card số 44 là có 5 điểm. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái card này để biến cái điểm điểm trừ của card này thành điểm cộng. Thì bây giờ là bây giờ mình sẽ có 5 điểm cộng. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn card số 15 và card số 70 là đủ 5 điểm trừ, thì cộng với 5 điểm cộng của mình thì cái này là 0, là sẽ triệt tiêu, không mình sẽ không phải lấy nữa. Và mình chỉ lấy ba card là card số 9, card số 87 và card số 97 thôi. Vậy là mình chỉ có 3 điểm trừ thôi chứ không phải là 13 điểm trừ như là lúc đầu nữa. Đó, thì cái đây là một trong những cái card rất là yêu thích của mình. Ok, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn chức năng của card stop ha. Thì bây giờ đây là cái role mình đang chơi. Đây là cái role mình đang chơi. Thì bây giờ mình đang có card số 102 và mình bắt buộc phải nối tiếp cái hàng này. Tại vì cái card số 102 của mình là cái card số thứ 7 rồi, thì mình nhất định mình phải bắt buộc mình phải nối tiếp. Thì bây giờ mình không muốn nối tiếp cái card này nữa thì và mình có cái card này trong bộ sưu tập của mình. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái card stop này vào ở đây. Đó. Và là cái hàng này sẽ không thể tiếp tục nữa, thì mình sẽ có thể tiếp tục cái card số 102 của mình ở cái card này, ở cái hàng này đó. Và chức năng của card này thì và luật của cái card này thì trong một row thì mình chỉ có hai card này thôi. Ví dụ như là mình bạn chơi của mình sau đó sẽ đặt một cái card stop ở bên này và mình có và cái card tiếp theo của mình là mình
là mình có cái card số 54 thì và mình bắt buộc mình phải tiếp nối cái card, cái hàng này. Thì hàng này là mình đã đủ 6 rồi, là mình bắt buộc phải lấy. Thì khi mà mình đã dọn một, mình đã lấy một cái hàng này rồi thì theo luật là các bạn sẽ lấy card, hai card stop, sẽ take out hai card stop, sẽ lấy hai card stop ra khỏi cái row hiện tại của các bạn và đặt vào cái nơi mà những cái card đã sử dụng đó. Và sau đó là mình sẽ tiếp tục một row mới. Thì đó là chức năng của card stop.